cô bé chủ tiệm đang bỏ cá vô cho trong bịch cho mình. Nhìn mấy em minh bang này, cái bụng nó to đùng giống như con anh ương. Dễ thương ghê. Ở trên này thì cá trăng trâu, cá bình tích. Cá này thì rẻ tao mấy bạn, 4-5k một con à. Mình bỏ vô đây khoảng 20 phút á. Mình châm thêm cho nó một ít nước. Nước trong hồ mấy bạn. Con thầy tượng này mới thả ra nó nhảy như ngựa vậy. Chắc là ít nước nó ló cái lưng hay là nó lạ gì đó. Thôi để châm thêm cho nó ít nước chứ để nó nhảy ra ngoài rồi mất công á chứ. Hai mình chào tất cả các bạn. Hôm nay thì quay lại cái tiệm bán cá hôm trước đó. Tranh thủ tìm mua mấy con cây rất y bụng bự chứ để người ta bán hết trơn. Đây là dòng cá ba đuôi cũng mới về nè. Nhìn cái hàng này cũng đẹp ghê, mấy con khỏe mạnh không ấy. Do là cá coi rất yêu hôm trước của mình á, mình mua con bụng bự về nó sinh sản ra cả trăm cá con, nhìn rất là đẹp luôn. Đây để mình lấy cái vật ra đã. Hôm trước là mình mua hai con mái không à, nhưng mà về nó đẻ không được, một con ra đi mất, còn một con là nó sinh sản cả trăm cá con luôn á. Khoảng 7-8 ngày sau là nó mới đẻ. Giờ mình tìm lại một con trống là một con mái. Ở bên kia là cá full gold nè, cá rồng đỏ nè, rồng đen, từ lưa hết. Bây giờ lựa một con trống cho nó khỏe mạnh với lại nó đẹp, để gì nó đúc ra mấy con kia cái đã. Ở trong này có rất là nhiều con trống, lúc nãy mình cũng có lựa ra rồi nè, nhưng mà chưa biết ra sao. Đây là hai con để mình đổi lại con trống, con mái là tương đối là được rồi đó. Cũng bụng bự nhưng về mà tốt hơn là khoảng 5 ngày trở lên nó mới sinh sản thì cái nuôi nó dễ, chứ mình về mà nó lạ nước mà nó sinh sản ra liền là hơi bị khó nuôi cá con mấy bạn, nó còn nông á. Thôi để đi, lát hồi quay lại lựa tiếp. Đây là cá tai tượng nè mấy bạn, nhưng mà sao mà 80k một con dữ ta, con nhỏ mấy mà. Con này hôm trước mình cũng có mua rồi mà nó nhỏ cả. Lúc đó là mình mua 150 một cặp. Hôm nay thì nó cũng lớn bằng mấy con này nè. Cũng tầm tầm như vậy hay là lớn hơn gì đó. Ở đây cũng có cây đỏ nè, nhưng mà rẻ hơn, 45k một cặp. Con này nó ít đỏ hơn con mà mình mua ở chỗ kia mấy bạn. Đây nè, đó nó nằm ở phía ngoài kia á. Đó ngoài kia là 60k một cặp lận, con này đắt hơn nha. À, hôm nay có về cá trăng trâu ngũ sắc này, con này 200k một con mấy bạn, nhỏ hơn ngón tay á, nhưng mà cá này rất là dễ nuôi mà nó sung lắm, hấp dẫn lắm. Hôm trước mình có nuôi rồi, tự nhiên cho ăn quên đóng đậy cái nắp trên á, nó nhảy xuống nó ra ngoài nắng khô queo luôn. Trời, tiếc ghê luôn á chứ. Thôi để đi, mình có cá lóc nhiều nhà rồi, bây giờ đi vớt cá tai tượng cái đã. Đây, vớt một con này 80k, lúc nãy mình lựa con mà lanh nhất rồi này. Đây, cho em ra cái hồ mới. Cứ làm vài ngày có tiền là đi mua cá thôi, làm đủ tiền mua cá nữa mà. Ủa, có cái con kia nó thích đi ra ngoài luôn nên sao mà nó cứ nó nhịn. Thôi, đây một em này mấy bạn. Đây, khỏe mạnh chưa? Thấy đâu có bị xước, bị gì đâu. Thôi quyết định lấy em này. Còn quay lại kiếm con cá trống kia cho nó hấp dẫn nè. Mấy con nhỏ mà ốm ốm mấy bạn là mấy con trống đó. Nhưng mà mình lựa cái con mà nó có cái vây dưới đó. Dưới bụng nó có hai cái vây trắng trắng á. Sau này đúc con rất là đẹp. Để tạm thời mình tắt cái điện thoại mình lựa nha. Mình đã tìm xong cá coi trống ưng ý rồi. Rất là đẹp luôn. Bây giờ cô bé chủ tiệm bỏ vô bịch cho mình. Bây giờ chuẩn bị đi về thôi. Vừa về đến nhà luôn mấy bạn. Mới thay cái đùa ra. Bây giờ bỏ cá nó ra chứ tội nó ở trong bịch. Cái thau này là sáng để vớt cái bèo đó. Mỗi sáng là vớt, bỏ bớt cái bèo à. Nó sinh trưởng rất là nhanh luôn, chặt cái hồ. Cho nên phải mỗi sáng là phải vớt bỏ bớt. Bây giờ bóc cặp coi rách y này ra cái đã. Ở trong này mình lựa được cái con trống rất là lâu mấy bạn. Ở đó là nó, nếu mình lựa kỹ quá là tính giá tiền cao hơn á. Do con trống này của mình là nó có hai cái râu ở dưới màu trắng rất là đẹp, nhưng mà bây giờ nó nước nó hơi đục, hơi bị khó thấy. Đây này cá con này nó đẻ ra rất là nhiều luôn. Các bạn nhìn thấy không, cá coi rất yên mà cá con nó mới đẻ là hơi bị khó thấy do là nó màu trắng trắng này. Không phải như cá trăng trâu, cá bình tích. Cá trăng trâu bình tích nó đẻ ra là mình biết liền, nhìn thấy con to đùng nhưng mà nó màu đen. Cái này đó thấy không, trời, hơi bị khó thấy. Cả trăm con như này mấy bạn. Trời ơi, nó nhiều, nó đẻ sinh sản ra. Thường thì coi rách ia nó sinh sản khoảng 75 cá con. Nhưng mà cái này nhiều hơn 75 con đó.
mà một con thôi nghe, chứ nếu hai con mà nó sinh sản thì lũ khủ luôn đó. Đây đây con mẹ nó nè, đó giờ ôm nhôm rồi đó, mình đã cho nó ăn cám được rồi. Hôm trước cái hồ bên đây là mình bỏ cá bảy màu lộn xộn á, nhưng hôm nay vớt hết ra rồi, do sợ nó ăn hết cá con này nên vớt hết xuống cái hồ nhà dưới. Còn cá coi rách y con á là mình phải để nguyên trong cái hồ của nó, bởi vì mới sinh ra mà mình vớt nó ra hồ khác là tuổi thọ cá nó rất là khó sống. Do là 2 năm trước á là mình đã nuôi cá coi rách y rất là nhiều cho nên cũng có một chút kinh nghiệm. Thôi giờ quay lại vấn đề chính là thả con cá tai tượng này ra để mà nó chung hồ với mấy con kia đó. Đó bây giờ mấy anh em nó hòa thuận với nhau thấy chưa? Trước tiên khi cá mới mua về là đổ ra cái thau cái đã và bỏ chung trong cái hồ cho nó quen với nhiệt độ của cái hồ nước. Mình bỏ vô đây khoảng 20 phút á, mình châm thêm cho nó một ít nước. Nước trong hồ mấy bạn. Con này vừa tháo ra khỏi bịch nó nhảy như ngựa, nó muốn phóng ra ngoài. Không biết nước nó ít, nó ló cái lưng nó quảng hồn hay là nước nó lạ gì không biết. Thôi để múc cho nó ít nước đổ vô gấp cho nó cái đã. Nhưng mà tốt hơn là khoảng 20 phút trở lên mình sẽ chăm thêm nước nha mấy bạn, cho nó quen dần với môi trường nước. Rồi để nó đi, lát hồi mình quay lại mình chăm nước cho nó. Bây giờ lại đổ cái câu này ra luôn. Đây để mình múc cá con cho mấy bạn xem nè. Nó mất rồi ta, mới thấy một mớ. Cái con này nó màu trắng trắng, nó hơi bị khó thấy. Hôm nay là 3-4 ngày rồi nè mình mới thấy nè. Ủa sao còn một cá bảy màu dưới kia ta? Đây vớt đó thấy chưa, thấy không, 4-5 con cá con thấy chưa, mình vớt phát một là lên nè đó, thấy không, hơi khó thấy xíu nè. Nó chói nắng nữa, bây giờ là buổi trưa, thấy không, 5 con luôn đó. Giờ mở luôn cái con trong bịch, nay mai nó đẻ ra nữa là 2 con sinh sản ra cá con, chỉ có bán thôi chứ nuôi gì hết mà mấy trăm con đó. Thấy chưa thôi để thả nó xuống cái đã, bỏ nó xuống lại hồ. Hôm nay rất là may mắn mua được một con cá trống nhìn đẹp lắm. Cá này mà nói thiệt với mấy bạn là cái giá của nó còn rất là cao nha. Một cặp 2 con trống, 2 con mái, 1 con trống là 1 triệu á, giá chính xác của cá coi rất yêu này chứ không phải giỡn đâu nha. Nhưng mà coi rất yêu của mình thì nó có 30k một con, cái này bị lủng rồi thì nó lai ra dòng thứ 10 mấy. Nói chung là mình thích, mình chơi dễ nuôi thì mình nuôi thôi, chứ còn đâu cần thiết mà phải đắt tiền đâu, mà đắt tiền của nó ngẫm mình thôi đó. Lấy cái hũ này đây, cái hũ kia bị lủng mất rồi, đổ ra cái hũ này cho nó chứa được nhiều nước. Mấy dòng coi rất yêu này rất là khó nuôi, không dễ đâu. Nếu nuôi dễ thì chỉ có nuôi cá lóc, cá rùa đồng, cá thắt lát rồi kia nó mới dễ thôi, chứ cá này hở tí là nó bị nắm. Sao cô bé này cột cái bịch thì khó mở lắm, cột cứng quá, cột cái bịch mở không ra luôn mà. Rồi đây cho em vào với môi trường mới. Cái này nước nó hơi đục do nước của ở tiệm họ đó, chứ nước nó trong á. Mình chỉ cho mấy bạn xem hai cái rìu của nó, hai cái rìu ở dưới cái mang tay á, trời đẹp lắm nghe. Không phải đơn giản là mình lựa cả một hồ có một con này đó, mà hơi khó thấy quá, để hôm nào mình đổi qua cái nước mới á. Không thấy được đâu, không thấy được cái hũ này, hũ nhựa nên nó không thấy đó, thấy không, để xuống đây tôi coi thấy không, nhìn kỹ rồi mới thấy được. Nó có hai cái rìu, cái râu ở dưới cái mang tay á đó. Đó còn cá trống nghe. Thôi để đây đi, lát hồi quay lại chăm thêm nước cho nó. Thời gian để đó mình dẫn mấy bạn xem cái cổng của cái lồng. Hôm trước làm xong cái lồng nhưng chưa có cái cổng của bé rồng nè. Đó thấy chưa, nó nhìn thấy mình nó phùng mang lên á. Đó, đó ghê chưa, ghê chưa. Hôm nay nó ăn được rồi, nó mình có mình đứng đây nó cũng dám ăn, nó không có nhát như mấy bữa nữa. Thì nhìn cái cổng nè, có chốt khóa là ngon lành chưa, chắc ăn ghê chưa. Do làm chắc ăn để mà nay mai mình mua thêm cho nó một con cái mà bạn, con này là con đực nè, mua thêm một người bạn khác giới để mà hai đứa chung nhau sản xuất ra những em rồng Barbie dễ thương.
mình đặt cái điện thoại mình quay nó mà nó nhìn nó tướng ngầu chưa, nhìn dễ ghét chưa. Đi dùm lại xem thấy nó ra sao đó, to đùng. Hai con bồ câu của mình nó đang sinh sản mấy bạn, cho nên mình lấy vải mình tủ tùm lum để nó kín đó, nó tự tin, nó đẻ trứng, nó đang đẻ trứng đằng này nè đó, một con trống một con mái. Con mái là đang ở dưới ổ đó, còn trống ở trên kia, có con trống ở trên đó. Rồi quay lại chăm nước cho cá đã, cho cái con tai tượng lớn này nó ăn đã. Giờ nó thấy mình lên nó cứ nó mừng mừng mới thấy tội. Mấy con này nữa sẵn cho nó ăn luôn, mình thích cá tai tượng ăn mấy bạn. Nếu mà có thịt mà bỏ xuống à, nó đớp như cái gì. Cho nó ăn luôn cho rồi đi, rồi chiều khỏi cho ăn. Hấp dẫn chưa, anh em nó hòa thuận với nhau, tùm lum loại cá trong này mấy bạn. Rùa nữa, rùa nó cũng dành, nó ăn chung với mấy con này luôn, mà nó nấp nấp ở phía bên đây này cho nó không dám ra phía đó. Rùa sợ con cá tai tượng lắm đó, đó hầu nó mủa lên cái đầu luôn đó. Con đó là con rùa lớn đó, nó dám ra đó. Chứ còn hai con dưới đây này đó, hai con này nó đâu dám ra ngoài đó đâu. Nấp trong này nó ăn thấy tội chưa bà, rùa nhỏ bà liếu kiếu liếu kiếu. Đây là qua buổi chiều rồi mấy bạn, mình lên mình định thả cá nó ra luôn, nhưng mà lên thấy con cá này nó đẻ liền nè. Mới mua lúc sáng bây giờ nó đẻ mất tiêu rồi. Đẻ gấp quá thì nó cũng không tốt, nhưng bây giờ sao nó đẻ ra biết sao giờ. Trời ơi, nhanh thiệt nha, đẻ ra chắc khoảng 25-30 con nữa đó, thấy chưa. Để mình đẩy lại cái chỗ cái viên gạch sáng này mới thấy, chứ còn để chỗ này nó tối quá đi không thấy được các con đó. Bây giờ phải vớt nó ra, vớt con trống ra trước, lát hồi con mái nó đẩy xong hết á sẽ vớt nó ra luôn cho để nó ăn cá con. Giờ vớt trống ra trước nè, trời đẩy gấp ghê. 5 ngày hay đẻ thì ngon chứ, mình nghi nghi cái bụng cả đó là nghi nghi mà. Nhưng mà không sao, mình để nguyên cá con trong này mình nuôi, chứ đừng có vớt cá con ra nghe. Để nguyên cá con trong này ra, chứ mà vớt ra ngoài là nó xác suất sống hơi bị khó. Vớt con này đổ vô đây. Clip của mình tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành ít thời gian để xem. Chúc tất cả ngày mới thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.